Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin âm mưu nào muốn bứng gốc Tổng Trọng, sóng ngầm đang đe dọa ông Tổng. Việc ông Trọng lập ra cái lò đốt các quan chức cộm cán xưa nay ai cũng biết. Chính cái lò này đã đốt không biết bao nhiêu ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị cũng nằm trong đó, và nó đã từng đưa một ủy viên Bộ Chính trị vào lò là như vậy. Tuy từ sau khi ông Đinh La Thăng bị đưa vào tù, chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào nữa phải lãnh hậu quả như ông Thăng cả. Mặc dù vậy, dường như chiếc lò của ông Tổng Bí thư ngày càng lộng hành hơn trước. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang chủ cuộc chơi, ít nhất là cho đến bây giờ ông vẫn quản soát được tình hình. Ông Trọng dù cho đã già nhất nhưng ông hiện đang là thế lực mạnh nhất. Tuy mạnh nhất nhưng không phải là mạnh vô đối. Trong khi đó, ông Trọng hiện nay đang muốn khui ra những sai phạm nghiêm trọng của các vị còn lại trong tứ trụ, trừ ông Vương Đình Huệ. Việc tấn công vào ủy viên Trung ương Đảng là dễ dàng đối với ông Trọng, nhưng việc tấn công vào các chân trụ còn lại trong tứ trụ thì không hề dễ dàng gì. Giờ đây có vẻ như ông Tổng Trọng vẫn làm chủ cuộc chơi, nhưng nếu quật ông Chính, ông Phúc thì không phải là dễ, bởi khi đấu với những đối thủ lớn, người chiến thắng cũng bị thương tích đầy mình. Vì thế, nếu buộc ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc thì ghế của ông Trọng cũng rung lắc dữ dội, chứ không thể được yên thần. Vào ngày 6 tháng 9, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố quy định số 80/QĐ-TV về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử. Quy định này dài có 6 chương với 33 điều và 3 phụ lục. Quy định này thực ra đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện từ trước đến nay. Ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 6 không còn bao lâu, nên xem ra quy định này xem là một bước chân chuẩn bị cho sự thay đổi sắp tới của thượng tầng chính trị Việt Nam. Mặc dù vậy, cũng có nhiều thay đổi hay không thì vẫn còn phải chờ, vì người dân chỉ đứng bên ngoài nhìn và thực tế bên trong cuộc chiến ra sao chưa ai rõ. Nói trong khuôn khổ của tứ trụ, một khi tứ trụ nào bị tấn công thì trụ đó sẽ tìm mọi cách phòng thủ và thậm chí phản công trở lại. Với hành động đưa ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh nhằm vào sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải hiểu rằng số phận chính trị của bản thân ông đang bị đe dọa. Trong khi đó, ông Chính đang được chính ông Nguyễn Tấn Dũng làm quân sư và thế lực thân hữu của ông Dũng hỗ trợ. Muốn nhắm vào ông Phạm Minh Chính cũng không hề dễ dàng gì. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang tỏ ra là con người không dễ bị bắt nạt. Xưa này, những người bị ông Tổng nhắm đến là những con mồi đúng nghĩa, bởi trong số những bài tướng dưới tay ông Trọng chưa có ai đủ tầm để gãi ngứa trong Tổng Bí Thư, chứ nói gì đến việc phản công trở lại. Nếu nói ông Nguyễn Thành Nghị thì ông ta còn quá trẻ, nhưng nói đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tử huyệt của ông Thủ tướng Chính phủ thì tử huyệt của ông Nguyễn Phú Trọng không phải là không có. Đó chính là công ty Việt Á. Ngoài chữ ký mà ông Trọng đã đóng dấu lên tấm huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á thì còn có một nhân vật là trợ lý thân cận của ông Tổng Bí Thư cũng bị nghi ngờ dính sâu vào vụ án Việt Á. Đó là trợ lý tên là Hồ Mẫu Ngoạt. Khi đầu mối về sự dính dáng của ông Trọng bị đối phương chú ý thì năm ngoái ông Trọng đã buộc phải cho Hồ Mẫu Ngoạt về vườn. Người ta nghi ngờ trợ lý của ông Tổng Bí Thư là tổng đạo diễn kịch bản Việt Á và sai khiến các ủy viên Trung ương, bộ trưởng như Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, vụ án đã bị lãng quên vì ông Tổng ngăn cản điều tra nhân vật này. Đây là tử huyệt của ông Tổng. Nhưng liệu ông Phạm Minh Chính có cho người điều tra nhân vật này để quật lại ông Tổng hay không? Đây là hình ảnh Hồ Mẫu Ngoạt là tử huyệt của ông Trọng. Theo một người giấu tên có nắm sâu tình hình trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, ông Thủ tướng vẫn cho người điều tra xoáy vào nhân vật có tên là Hồ Mẫu Ngoạt. Mục đích là phải nắm được yếu điểm của ông Tổng Trọng để tự bảo vệ mình, và nếu thuận lợi thì có thể bứng luôn ông Tổng ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí Thư. Nếu đây là sự thật thì rõ ràng trong Đảng đang xảy ra hiện tượng sóng ngầm đang nhắm vào ông Tổng. Xem ra chính trường Việt Nam phức tạp hơn những gì nó đang diễn ra trước mắt. Rất có thể đến Hội nghị Trung ương lần thứ 6 này sẽ có phim hay cho bà con cả nước cùng xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiến công lẫy lừng, Đại tá Đinh Văn Nơi lại bị vắt chanh bỏ vỏ.
đã là tư lệnh của ngành công an của một tỉnh thì không thể thoái thác nhiệm vụ. Và ông Đinh Văn Nơi là người làm điều đó rất tốt. Ở trong ngành công an và quân đội, dũng tướng chưa hẳn là tiến thân tốt, vì ngoài chiến công để leo cao, người ta còn phải nịnh nọt, tạo mối quan hệ bằng cách này hay cách khác để được cất nhắc. Có hai cách để một đại tá công an tiến về trung ương. Thứ nhất là làm đẹp thành tích với chiến công lẫy lừng. Thứ nhì là dựa vào mối quan hệ hoặc thậm chí là hạt giống đỏ. Vào ngày 9 tháng Giêng năm 2005, ông Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã từng là tay ngang được phong lên làm đại tướng để hợp thức hóa chức Bộ trưởng Bộ Công an mà ông đang nắm trong tay. Đây là hình ảnh đại tá Đinh Văn Nơi. Ông Đinh Văn Nơi vốn là một sĩ quan công an với chiến công lẫy lừng, nhưng tới nay ông vẫn chưa có cấp hàm đến cấp tướng. Đây là một bất công rất lớn. Trong khi đó, trong quá khứ, ông Lê Hồng Anh chẳng có thành tích gì trong ngành công an, nhưng vẫn hốt chiếc ghế bộ trưởng trước sự bất lực của các tướng lẫy lừng trong Bộ Công an khi đó. Như tờ Thời báo .d đã phân tích, mẫu người như đại tá Đinh Văn Nơi và Nguyễn Bá Thanh là mẫu dũng tướng, thích hợp với vai trò công cụ chính trị hơn là những con người làm chính trị giỏi. Trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, những con người làm chính trị giỏi là những kẻ cơ hội, lươn lẹo, thủ đoạn hiểm và ủ mưu giỏi. Mẫu người như Đinh Văn Nơi là mẫu người ăn ngay nói thẳng, rất khó có thể lên được những vị trí cao. Có người thì so sánh ông Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Bá Thanh. Hai ông này đều là cánh tay đắc lực của ông Tổng Bí Thư, thời kỳ đầu nắm chức vụ cao nhất trong Đảng. Ông Nguyễn Bá Thanh là dũng tướng, ăn ngay nói thẳng, không ngại đối đầu với thế lực mạnh mẽ nào. Riêng Vương Đình Huệ là mẫu người thâm hiểm, ăn nói giữ kẽ và né tránh động chạm tới các thế lực lớn. Kết quả là Nguyễn Bá Thanh đã được ông Tổng dùng làm công cụ để tìm kiếm sai phạm truất phế Nguyễn Tấn Dũng, và hậu quả với Nguyễn Bá Thanh là quá thảm khốc với cái chết hết sức bí hiểm. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam hiện nay. Có người nói rằng nếu ông Nguyễn Bá Thanh không mất mạng thì ông Vương Đình Huệ không có cơ hội để tiến thân leo cao như đến hôm nay. Ông Vương Đình Huệ là người né tránh đối đầu, nên trong vấn đề tranh đấu để lên cao trong nhóm thuộc hạ của ông Tổng, Vương Đình Huệ không đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy hầu hết những dũng tướng đều gánh những thiệt thòi rất lớn về cuối đời. Trở lại với vấn đề là Đinh Văn Nơi, ông Nơi trong tay ông Tô Lâm không khác gì ông Nguyễn Bá Thanh trong tay ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, về vị thế trên chính trường, ông Nơi còn rất thấp, chưa đủ tầm như ông Nguyễn Bá Thanh. Về con người giữa ông Tổng Trọng và ông Tô Lâm thì mọi ưu việt đều dồn cho ông Tổng cả. Ông Tô Lâm là dũng tướng võ biển. Ông Tô Lâm rất nhẫn tâm, rất ác độc, nhưng về mưu kế thì gần như ông không có. Ông Trọng đã dùng người có giao nhiệm vụ thì có thưởng và điều kiện là hoàn thành tốt công việc. Ông Vương Đình Huệ không có thành tích gì nổi trật, nhưng ông cũng khôn ngoan né tránh những điều cấm kỵ của ông Tổng Bí Thư. Thế là ông tiến thân vì được ông Tổng nâng đỡ. Tuy nhiên, với ông Tô Lâm thì không phải như vậy. Ông đã dùng Đinh Văn Nơi chỉ cốt để thực hiện nhiệm vụ khó khăn cho ông. Và sau đó có thể ông sẽ vứt công cụ không thương tiếc. Đây là hình ảnh ở Quảng Ninh. Liệu ông Đinh Văn Nơi có khó đảm bảo thành tích tốt đẹp hay không? Người ta nói rằng thà làm lính cho người như ông Tổng thì cơ hội lên rõ rệt, chứ làm lính cho Tô Lâm thì rất khó có thể đạt được đến như vậy. Nếu thấy hết giá trị lợi dụng thì ông Tô Lâm có thể sẽ bỏ rơi. Đó là cách đánh giá con người ông Tô Lâm của một số người có uy tín và biết trong ngành công an. Tiến thân về nhiều cách, nhưng Đinh Văn Nơi chỉ có một cách là lập công. Và vì không có cách lựa chọn nào khác nên ông phải chiến đấu. Chính sự mạnh mẽ đó cũng sẽ mang lại cho ông những thức bật về sau nếu ông làm tốt nhiệm vụ mà ông Tô Lâm đã giao. Còn nếu vì lý do nào đó mà ông không làm nổi thì ông sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ. Đó là điều khó tránh khỏi.